Giá thịt lợn hơi giảm mạnh trong những ngày đầu tháng và tiếp tục giảm sâu đến mức chạm đáy trong tháng 4 vừa qua, dẫn đến tình trạng người chăn nuôi bị thua lỗ lớn. Song hiện tại, trước khủng hoảng của người chăn nuôi, người tiêu dùng cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn đang phải mua thịt lợn với giá cao và không thay đổi. Hà Nội 18 giờ sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải đáp cho hiện tượng này. Theo khảo sát của phóng viên Hà Nội 18 giờ, thịt lợn hơi và lợn thịt hiện nay trên thị trường có sự chênh lệch khá lớn. Thực tế cho thấy mặc dù bà con nông dân bán lợn hơi rất rẻ, thậm chí có thể xuống đến 10.000 đến 15.000 đồng 1 kg lợn hơi, nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua thịt lợn với giá giảm không đáng kể sau khi đã thành phẩm tại các chuỗi cung ứng bán lẻ. Tôi mong muốn các hệ thống siêu thị đều đồng loạt giảm giá để hỗ trợ người nông dân cũng như đem lại lợi ích cho người tiêu dùng. Sở dĩ có tình trạng như vậy là do hệ thống các chuỗi cung ứng bán lẻ phải có một quỹ giá dự phòng rủi ro. Mà hôm nay bạn ăn thịt, ngày mai bạn ăn cá, ngày kia bạn ăn thứ khác. Thành ra là cái sự rủi ro đối với kinh doanh ngành thực phẩm rất là lớn. Đó là lý do tại sao mà họ phải có một cái quỹ dự phòng rủi ro. Bán không hết hàng, nhập 10 cân nhưng bán 5 cân, 5 cân kia phải hủy. Thì đương nhiên 5 cân kia phải gánh cho cái 5 cân này. Trước tình hình giá lợn hơi chưa có dấu hiệu phục hồi, sức mua của người tiêu dùng lại không cao khiến tiêu thụ khó khăn. Một số siêu thị đang thực hiện các chương trình giảm giá khuyến mãi nhằm kích cầu cho mặt hàng này. Từ 27 tháng 4, Bixi đã tiến hành thực hiện cái chương trình giảm giá sâu với mức giảm từ 20 đến 30% đối với các mặt hàng về thịt lợn. Trong khi giá lợn hơi thu mua đã giảm từ 60 đến 70% mà giá bán tại các siêu thị mới giảm từ 13 đến 30% là chưa hợp lý, chưa thực sự kích cầu đối với người tiêu dùng. Để chiến dịch giải cứu thịt lợn có thể thành công như mong đợi, đã đến lúc các ngành chức năng cần phối hợp có chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, tăng cường thu mua, tạm trữ, cấp đông thịt lợn để giảm sức ép dư thừa nguồn cung tại các hộ chăn nuôi, đồng thời cần có động thái giảm giá kích cầu phù hợp với giá thu mua tại các chuỗi cung ứng bán lẻ để người tiêu dùng cũng được hưởng lợi với sản phẩm thịt chất lượng ổn định, an toàn và giá tốt.